Một má thì kêu nấu bún riêu, bà nội thì kêu nấu bún cá. Ok, chuyện nhỏ, dứt hai thứ vô lượt một. Để mà nấu được cái món này á thì đầu tiên mình cần phải có tiền. Còn má nào hiền hiền ra chợ xin, còn liều mạng nữa rồi giật. Sao mà có đủ mớ nguyên liệu nè, cá nè, đậu hũ nè, dạng mớ rau củ hồi nãy. Còn cái này là củ ngải, biết không? Không biết thì hỏi. Nhớ hỏi đúng địa chỉ nha. Để em thôi đi hỏi nhầm bà, hỏi ngược lại củ ngải là củ gì vậy, chờ tao muốn á khẩu. Củ ngải sau khi rửa sạch á, đập cho nó dập đi, rồi đổ vô cái nồi nước mà mình đun sôi. Đun sôi rồi vớt nó ra, nó có nhiệm vụ tỏ hương thôi, chứ cái củ nó không ăn được mẹ hết trơn á. Xả đập dập bỏ vô, rồi củ cải trắng, củ cải đỏ bỏ vô luôn. Đã quậy á thì quậy cho hết mình. Mở ra trong tủ còn cái bọc cá chả. Nhìn giáo giác xung quanh thì còn ly trà sữa với miếng dưa hấu, không lẽ tao lấy tao để vô luôn trời. Thôi bỏ nó qua bên đi, mình làm người bình thường nè. Mình thả cá chả vô, sau đó các bạn bỏ tí xíu đường phèn vô nha. Giờ tới bước mình lấy cái màu điều nè. Cái hột này thường gọi là hột cà ri nữa. Bắt miếng dầu lên, sau đó mình chiên nữa. Chủ tốt cho em hỏi, chứ màu điều này dính vô áo trắng nó có ra không? Trời, ba cái đồ quỷ này, ra sao không em? Ra chợ mua cái áo khác á. Chính vì vậy mà làm cái món này nè, nhớ mặc áo sẫm màu. Không mặc cũng được. Thôi bây giờ mình bỏ xả vô đây nè, mình phi. Còn một miếng xả băm còn lại á, thì mình bỏ vào cái nồi nước dùng. Để cho nó xèo tới xèo lui, xèo xuôi xèo ngược. Rồi mấy xíu mình bỏ cá vô đây luôn, mình chiên. Chiên cái gì bà nội, để cá vô đây cho nó tẩm ướp màu. Sau đó mình ướp gia vị trên đây luôn nha. Thích ăn mặn ngọt gì đó, tùy vào khẩu vị của mỗi người mà các bạn nêm. Hồi đó tới bây giờ là nổi tiếng bún cá Châu Đốc không phải không? Bữa nay tôi nấu bún cá Đồng Tháp cho mọi người ăn nè. Xỉu lên xỉu xuống luôn chứ bộ giỡn. Sau khi mà nêm nếm gia vị đó, các bạn đổ cá vào cái nồi nước dùng hồi nãy luôn nha. Nhớ là đừng có để cho cá chín quá. Rồi bước tiếp theo là các bạn nêm nếm. Đó, thích ăn mặn thì để mặn, thích ăn ngọt thì để ngọt, thích giật khủ người ta thì để bột ngọt cho nó nhiều. Ô tùm lum chân muốn để sao để, ngon thôi. Rồi xin nhắc nhẹ lên câu nè, bún cá nhà làm nghe, mỗi người đều có một cái công thức khác nhau. Đừng có cầm manh vô chửi tôi, trời bún cá sao làm vậy. Cuối cùng là mình hốt một miếng rau muống nè, một miếng bắp chuối nè, một miếng giá nè. Nói chung có nhiều rau là em quất hết, tại vì cái món này ngon là nhờ rau. Bây giờ trụng sơ qua nước một cái. Đó. Đó, trời ơi, cái giá bự sợ luôn thiệt chứ. Nhà em nghèo không có giá quý vị. Tiếp theo là múc nước dùng vô cái tô. Ăn nhiều múc nhiều. Đó. Kết quả nè, cũng ngon lành cành đào nha. Nó đây là miếng tàu hũ. Trong nó em nói rồi, mà có nhiêu là em quất hết. Em để vô hết cái tô em à quý vị ơi. Cái mùi vị của ngải nó bốc lên cùng cái mùi xả. Trời ơi, nó rất là đặc biệt luôn quý vị. Nếu mà tình yêu nào yêu thích nấu ăn á thì hãy thử một lần đi. À quên nữa, bỏ thêm cọng rau găm mới đi hái ngoài trại á, để vô ăn cho nó nhức nách.